lệ phí dịch vụ rác thải mới của hội đồng thành phố Hume. Chính phủ Victoria đã thực hiện một số thay đổi lớn để giảm rác thải và tăng tái chế, và vì thế chi phí hội đồng thành phố phải trả ngày càng tăng. Như vậy, chúng tôi cần thay đổi cách tính lệ phí dịch vụ rác thải để các dịch vụ thiết yếu khác không bị ảnh hưởng. Giấy thông báo thuế nóc da của quý vị giờ đây sẽ bao gồm hai khoản lệ phí rác thải, tách ra khỏi thuế nóc da thông thường, lệ phí đổ thùng rác đặt ở lề đường và lệ phí rác thải công cộng. Nhờ những lệ phí này, chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ đổ thùng rác đặt ở lề đường, thu gom rác thải cồng kềnh, đổ thùng rác công cộng, phiếu vào bãi rác, dọn rác vứt bỏ trái phép, vệ sinh đường phố và các thứ khác nữa. Sự thay đổi này giúp chúng ta ngang bằng với mọi hội đồng thành phố khác ở Victoria và giúp quý vị biết rõ ràng hơn về tiền quý vị trả được dùng chi trả những gì. Lệ phí dịch vụ rác thải áp dụng cho tất cả những người đóng thuế nóc da và có trước giảm. Hãy truy cập trang mạng của chúng tôi để tìm hiểu thêm về những thay đổi này tại hume.vic.gov.au/waste.